Tại Gia Lai, mới đây người dân bất ngờ phát hiện hai bộ xương người nằm trên võng trong rừng sâu. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan điều tra, ngày 22 tháng 8 vừa qua, một nhóm người dân địa phương trong khi đi rừng hái măng thì phát hiện hai chiếc võng được mắc dưới tán cây. Đến gần kiểm tra, người dân phát hiện thi thể người đã phân hủy, chỉ còn hai bộ xương. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Vị trí phát hiện hai bộ xương này nằm ở vùng rừng thuộc xã Đắk Rông, huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai, giáp ranh với xã Hiếu, huyện Công Plông, tỉnh Kon Tum. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số vật dụng như ba lô, đèn pin, bật lửa, cùng một số tư trang cá nhân khác. Theo nhận định ban đầu, hai nạn nhân tử vong trước khi được phát hiện khoảng 7 đến 8 tháng. Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Cơ Bang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến các cơ quan chức năng. Do đó, nhiều khả năng nạn nhân ở địa phương khác đến. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Cơ Bang cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của hai bộ xương trên.